Người yêu cũ à? Anh xin lỗi em, nhưng mà anh nhớ người yêu mới quá. Người yêu cũ anh, anh nhớ em lắm. Đây là người yêu cũ. Lép Twin. Ôi ôi, chúng mày xến một cách dã man. Mày hiểu không? Còn tao là người yêu mới. Mẹ ăn đòn. Vâng, xin lỗi các bạn. Hiện nay đang có một số những bạn trẻ hết sức là... Tôi không có gì để nói với các bạn đâu rồi. Các bạn xến một cách gọi là dã man luôn ý. Tôi đang ốm đây này. Nhưng mà tôi xem xong cái clip đấy tôi cảm thấy là don't love me, baby don't love me, don't love me. Lady Killer 2013. Yeah.